Rồi chào tất cả các bạn nha. Bữa nay thì ông Tám ông có giăng một tay lưới cá sét cũng ở dưới bè dưới đây nè bạn ơi, cũng gần bên nè. Rồi thử mình đi theo ông Tám coi có cá mắm gì không nha. Cá sét thì nói chung là tháng này cũng hơi ít lắm. Coi hên thì chúng ổ không. Thôi được rồi cô ba ơi. Thôi được rồi, được rồi. Cây lưới hả? Trời ơi ông Tám giăng có 60 mét nè các bạn ơi. Hên xui nha. Rồi giọt con Tám ơi. Thì lưới cá sát ở đây á, thường là người ta giăng là cây hai cây lưới 60 mét hay là 120 mét rồi bạn ơi. Nó nhiều đó à. Chủ yếu là mình canh chăn ổ mình chụp thôi à. Trời máy của ông Tám máy độ dữ ta. Giọt thôi. Nãy giờ mấy anh em cũng ngồi tán dóc trong trọng đó. Đây là vàng lưới quét của ông Tám nè. Lưới chỉ hồi lúc trước là thả lưới cá thu á. Mà ông Tám quét mấy ngày nay không có cá mắm gì hết. Không bể đầu hết trơn. Rồi lưới hột dưa hết trơn. Xuống đây nên bữa nay ông Tám đi. Ông đi vàng lưới cá sát. Cá sát này nếu mình phải thời mình dính á, thì kiếm 2-3 ký á, thì cũng ngon lắm à. 1 ký 120 ngàn. Tối không tiện yên tĩnh. Mát mẻ. Đây là bè của đại ca Tiến ha. Với ông bà Út, ông Tám giăng dưới đây nè. Mong là bà cậu thương tình dính nùi nùi 60 mét lưới thôi là làm nên chuyện lớn nè. À, lục bình quá trời ông Tám. Sợ lục bình á trôi tùm lum nè. Hồi luôn không thấy cái phao luôn, tới công chuyện luôn. Rồi cái phao đâu rồi? Kìa phao kìa. 60 mét này kiếm 2 ký cũng ngon. 240. Ở chỗ này lúc trước mình với củ sủ quăng hai chài nè. Một đống cá sát luôn. Qua wow, trời lục bình nè. Dân lưới quái nhất lục bình, dân lưới dân câu. Ở kia còn coi nó bích chịch luôn nè. Cảm giác cá đâm mực mực gì không đó. Chưa thấy đâm. Đó, đầu lên rồi nè. Mấy em đây. Mấy em đây. Phải nói là mấy ký không Tám ơi. Phải tự tin chứ. Trời ơi trời, cái lưới ổng đó cũng giải chút xíu, có cây lưới à. Có đủ cây lưới bây giờ trời cũng giải chút xíu à. Giải bị đâu. Mấy cái dặm lâm con đó. Qua wow, trời lục bình rồi. Ông Lục ơi ra chỗ khác chơi ông Lục ơi. Đâu? Gì ông Tám? Học trò. Ủa học trò luôn bạn ơi. Con đầu tiên học trò. Còn gọi là chào cháu đó. Như bốn phần hay dính cá xứng đáng không? Chào bá. Vậy mà ta lưới bốn phần này hồi năm trước ông Tám bận cá xa như 7-8 ký. Mười mấy ký chứ? 14 ký. 14 ký đó. Lưới bốn phần nè. Dễ sợ chứ. Tại do ở đây lưới mình có cái dây vật, có túi lưới nó vô lụm. Mà lưới nhỏ thôi cũng bắt cá bự được. Xác gì đâu. Đâu xác gì đâu. Dính cứ cá không ạ. À? Mấy mẹ cá đuôi hồng. Rồi chất quất luôn, rễ lục bình. Sao em ru ta? Rồi không xong rồi đại dương ơi. Không cho cái đi chùa rồi. Ừ, lục bình. Kiếm con học, học trò xong cái em ru rồi. Đó gì vậy? Học trò luôn. Con ừ, học trò.
mấy cá học trò nó đâm lưới chút xíu là nó ngủm củ tỏi à. Cá này chủ yếu là đem về bán nấu chả, mực lại nó xương rất là nhiều, nhưng mà cái là thịt nó ăn làm chả ăn rất là ngon luôn, nó dai á. Con này bạn thấy đây mình nghĩ chắc cũng không dưới 200-300 gram, nó chắc thịt dữ lắm. Ru ta xét đâu, rồi không xong rồi ông Tám ơi, không xong thiệt rồi đó, có con đầu tiên rồi đó. Một em thấy gì à, cho mà thịt nó ăn là nó béo ngấy luôn. Nó ngon nhất là mình nấu lẩu mắm. Hay là mình kho lạc vô. Cá gì đó với 120.000 ký á, cái dữ dằn chưa. Con lẽ lâu kỳ ta, hồi 60 mét mau lắm bạn ơi, kéo gạt gạt là xong liền. Dính đùm giờ bạn. Giọt luôn. Quay chắc lỗ tiền pin. Gì? Quay chắc lỗ tiền pin. Tiền pin. Đó, còn thứ hai đó. Tiền pin mà lỗ không ta? Ừ. Bạn nghe những đầu chúng ta lỗ tiền pin á, pin pin đèn nè. Còn thứ hai. Không lẽ không. Trời ơi, đã ca tiếng rồi vậy. Không lẽ không được con pin mua chứ. À, cho cá ăn hả? Trời ơi, cho cá ăn mà không tắt đèn tới thôi. Đó. Có hàng rồi, có hàng nữa rồi. Làm ăn được bạn ơi. Dính khúc này nhiều nè. Wow. Đặt dây. Này làm dây cá bè. Cái tuần đó vô lưới 70 sột sột cũng giải đó, trời ơi cặp luôn, cặp cá he, cá he con cái mày lúi, con he con mày dúi vô. Ây da, xuống đầu mày này mày. Ừ, mày vui biết nói luôn không? Mày vui vậy là bự á. Kích cỡ nó không có bự không tùy theo loại cá. Đó, con cá he đó kìa. Con cá he đem đâu được vài con đem về kho lạc ăn là khỏi chê. Thịt nó béo ngấy. Nói với cá sát thịt nó ná giống nhau. Nó ngọt béo. Nhưng cái cá he này có cái là xương nó hơi nhiều. Vô tủng tẳng tủng tẳng. Còn nữa không ta? Còn nữa chứ dễ gì. Nhiều nước mà. Nào bạn con có sổ 1 ký 2 ký không? Sổ 1 ký 2 ký là dư sức gọi là gì 2-3 ký cá sát gom lại đó. Dễ chỗ này cũng ngon quá không dính ta. Chỗ đầu này ha. À. Cá gì mày thấy gì lên trên đi xuống. Còn chỗ này chứ quất kìa. Ừ, nghe gẹt gẹt. Ừ. Hốt vô đâm gọi vô nghe gẹt gẹt. Nó
Ủa phao ở đâu ông Tám? Phao tập vô đó. À, cũng gần hết lưới rồi. Rồi. Rồi, hết lưới rồi. Chất quớt. Đói. Đói thiệt luôn. Được mấy con cá. Thứ gì chịu nổi không? Lưới 60 mét. Bò ngay trên cái đầu bè này, ngon quá trời luôn, không có. Bơi luôn hả ông Tám? Ờ quên nó có phao ở đây nữa. Cái xác này đôi khi á, bạn tin không, một tay lưới 60 mét này thôi, nếu mà chụp ngay ổ nha là quất đâu khoảng 6-7 kg cá xác, chục ký rồi vô tư. Tại loại cá xác này nó ở ổ, ở theo bầy đàn á. Vì mình hên, nhiều khi mình hên mình trúng vô một ổ nó trầu dính kẹo lưới luôn. Nhưng cái đó là dạng mình lâu lâu mới hên được lặn thôi. Mình nào ấy làm thêm cây nữa. Còn khúc sao đó. Vậy nãy ông chưa bao ngoài ông tắt. Ngoài này cũng ngon lắm phải không? Đi đạp nó để ngoài nó bao bữa thưa thôi chứ. Giờ mình với ông Tám về thôi. Cây lưới 60 mét kéo gạt gạt. Ông Tám bơi luôn đỡ tốn tiền xăng. Bữa nay lỗ rồi nên không chạy máy bạn ơi. Nói gì nói thôi cũng sát bên nè, bè cũ sủ đó. Đúng là cái xác tháng này chua thiệt chứ, không phải dễ ăn. Bữa đó mấy anh em mình chài là hên lắm rồi. Bởi vì là bữa đó cũng có một số bạn nói cái môn chài này làm ăn thấy được. Thật sự không phải vậy đâu. Dặn lâu lâu mình canh me cá nổi đầu lên nó ăn thì nọ mình mới chài. Nhưng khiên tháng 2 tháng mới được vậy á. À, vậy bên kia đó. Mấy xuồng ai có hù, thấy rõ. Đây là dàn bè của Tiến. Chứ bà Bảy. Hồi năm trước thì không có nhiều ha, chỉ có mấy cái bè củ sủ, tè bao phát, cô ba với siêu mẫu thôi. Còn giờ đây quá trời dàn bè ở đây luôn. Này 2 năm nữa chắc nghi thôi, nó tới kéo dài tới tăng lễ luôn. Rồi nghĩa cá hồ. Trời ơi, cá hô mình đi câu cá gì Vinh hả? Ờ, cuốn ta nào trước tèo. Hả? Ta lúc chở. Ờ, trong bên đầu chơi ta cuốn xuống rồi mày cuốn được rồi. Đầu chơi gần với cái sáng vậy đó. Ờ, tự đâu cuốn xuống hả? Ờ. Nhìn xa xa kia bà ba gõ đầu gói kìa, thứ gì chịu nổi không? Bà Nương thì gõ cái đầu. Nhìn bà biết liền đi mau quá là biết là bể đầu. Ôi, tao lên trên tao cuốn xuống, mày cuốn lần này mày cuốn dai rồi. Ờ, không ai chúc mừng hai con cháu tôi chân trời, chúng mánh chứ. Nói biết gì là thôi, chứ nói vậy thôi chứ biết là mà hai con cháu mình bể đầu chắc rồi. Đi mau về mau quá mà. Quá trời nhanh. Quá trời nhanh. Trắng lưới rồi hả? Trắng lưới rồi, cá dính trắng lưới luôn á. Gà dính trắng cả lưới. Còn sẵn đây thì mình cũng quay thành quả luôn ha. Các bạn thông cảm nha, xem đỡ nha. Tại vì nói chung là cái tháng này giăng lưới cá sát nó chua lắm bạn ơi. Ông Tám thì thật ra ổng đi giăng câu đó. Nhưng mà cái là mình rảnh nè, ổng bủa tao lưới kiếm hên có được con nào không. Mình giăng câu thì không được. Mà tại vì một hồi nữa mình đi thăm lưới neo với củ cá sủ á, nên không có đi thăm câu với ông Tám. Tại ở đây nó là vậy á, đụng nước á, tới nước là ai cũng đi thăm đồng loạt hết á. Nên mình chỉ đi được với một người thôi. Này là con cá sát nè. Bắt con cá he để ngồi bè cũ đi. Này cá he nè, điểm bè cũ luôn hả? Hi. 60 mét lưới bể đầu. Ừ, quay TikTok à. Trời ơi, cái đục xuồng con Tám bá đạo chứ. Đụng con cá học trò này bự nhất nè. Em về nào trả luôn. Mua thêm nửa ký khổ quà nữa. Được bữa cơm. Rồi, chào các bạn nha. Chuyện qua mình với ông Tám thăm ta lưới mà cũng hơi thắt quá. Nên bữa nay ông Tám không xuống đây nè, không có dân ta lưới tắt à. Có con tay một duy nhất à. 120 mét à. Mình với ông Tám vô thử thăm ta lưới tắt thì có cha vô đếm gì không nha. Thì lưới tắt này dân ban ngày thì nói chung cũng cá thì mình có thể là mình để đón được bạn, tức là có thể là không nhiều á, nhưng mà ai biết được hơn sao ngày bà cậu mà đâu có nói trước được.
vô thăm ta nước tắt này kìa. Ông Tám nó kiếm vài con cá cha hai ba con gì đó về nấu bánh chua đồ lên ra xương xương thôi. Tại vì cá cha ở đây thì khó bán luôn, giá ở thành nó cũng bèo lắm. Con cha thì 4-5 kg nó gì chứ có 30.000 kg à, mà lại khó bán nữa, ít người mua nữa, độc địa vậy đó. Ông Tám xuống đây nè, rồi sẵn ông văn lưới này lưới nọ các kiểu đó, kiểu mà khi chặt con này còn con kia đó. Sẵn vô đây mình với ông Tám thăm ta nướng tắt coi sao, cái gì mình ghép trong clip hôm qua ha. Đó là ghe đục một cái đường hồng á, ghe đó họ mua cá xong rồi nhìn cái ghe nó cẩm là biết họ bơm nước vô mua cá rồi. Ông Tám dằn và sắp sát vô cái vách bè trong đó, bè của dì Tí thẳng lên bè của ông cũ á, kiếm cá cha vô đếm được. Thường mà dân cá cha vô đếm này mình đi này dân ban đêm á, nó tỷ lệ xác xác dính cao hơn, tại cá đây nó cũng nhát. Do ông Tám thì ông dân lưới ban ngày đó nên thôi sẵn ông dân lưới tắt là luôn, kiếm cá về ăn cơm mà. Nó tải rồi đó, tải rồi đó. Ông dân cái vách ngoài này cũng căng lắm nha. Nhưng mà ý nó ông có một khúc ở vách ngoài nè. Khúc này nguy hiểm lắm á. Ba cái lưới 40 nè nó. Đó, cái gì vậy? Dạ. Ủa hai ba con ổn phải không? Sốc hàng này chứ. Đánh thằng thiên đụng ơi, vậy dân lưới nhiều khi không dính đó bạn cái cha. Hai ba con hả? Hai con. Sốc ngoài sôi thiệt. Mới tới là lưới chuẩn bị cứu mà cá độc cá đói không ngát không hồng cá nuôi. Vậy mà ăn lưới gì khi không có dính chân. Lưới gì chứ nó. Giải này cái gì? Miếng dây cúng. Để vàng á hả? Dễ xíu vậy hả? Ồ dưới đó. Mình thấy khiều cá nó khiều khích cả đó đó. 8 kg hàng cá trà về cũng lại ra xương xương giấc chiều rồi. Mình dân cặp bè này chủ yếu là cá trà với cái dầu đếm à. Tàn hoàng nước bạn là lưới áo vũ cờ hàng của ông á. Nó dính rồi, nó dính nè. Thôi là ông dằn có chút xíu ông em mấy mày đó, chứ mấy mày dằn bọc với mày này khó cuốn, sóng với gió nó đập xuồng vô vậy thành bè không à. Cái điểm này hồi đó điểm cá dữ lắm nè ông Tám ơi, sau này con dân chất quốc đây đấy chạy lên chỗ này nè dữ lắm, cá mắt mưa rồi bướng hả mắt mà mạnh á má phải sợ vô góc này nè nó lộn dữ rồi chưa rút luôn đi ông rút chịu lại với ai nữa dễ gì xuống cái góc này nè. Ừ, cái góc này nữa. Góc này khó chịu. Dằn bạo lực quá mà nãy là dùng đây rút đây được rồi. Dằn bôi đó chi cái đường này lưới nào giờ dằn bị dính chưởng mấy lần. Cái lưới bự mười bằng hồi ra thả xuống dưới mặt nước khoảng 1 mét à. Họ gào lục bình đó, vách ngoài nè. Bởi vì lưới mình bá vô đó dễ bá vô đó lắm. Cây còn dễ trời ơi đó không Tám căng dữ không lặng mẹ đột vậy hả lặng á tao lấy ông ten ben rồi lặng gì trời không có ừ ơi trời mắt vô cái dưới giường trên rồi nó thấy không được đâu. Bà Tư con ông Tám kìa. Sợ ông Tám này chứ. Ông dằn lưới đặt vào phía ngoài bè này tính ra ông lặn dăng hai lần mấy lặn hai lần. Mấy cô chú mà xem clip trước mà lúc mà bè xin mẫu cái bè gỗ còn chú kia và ổng cũng lặn. Đây là cầm nha. Mấy cái chèn lọt vô. Ông Tám mà nhìn thấy ông ốm ốm gì mà ông cởi áo ra thấy ông mập ghê bạn. Để cho thấy ông ngoài bằng áo thấy ông ốm ốm sao ông cởi áo ra thấy ông có da thịt thiệt không?
Gió phải không? Ừ, thiệt. Con gió hả? Bắt kế đây nè, chỗ cái giò nè. Nướng chân cái góc rồi nè. Ừ. Gần bên đây lấy giò đạp chứ mà, khỏi lặng quá. Giò nó già ra. Đây con gút lên chút nữa. Già. Dạ. Nướng gì gì trên hả? Ừ, nó gài vô cái sắt. Thấy mập lụt quá. Ừ, ông thấy bằng áo thấy ông ốm nhưng mà ông cởi áo thấy ông có da thịt thật lụt à. Con cởi áo ra cái là sẽ xin kiếm vật ngư dân á. Đâu có kiếm đâu. Ừ, mấy ông da thịt mọc lù chứ. Cái chỗ này ít cá lắm. Chỗ này hồi đó điểm cá dữ lắm. Giờ dân cá sát còn không có. Chú gẹo à. Cái đầu cái sát dư nó bán chỗ á. Cha đâu, vô đếm đâu, vô đếm đâu. Con gì trời. Đứng ngay góc đó là đó đắp vô dính đó mà không dính. Con tắp vô đó mà nếu mà nước chiều á cho cá ăn lặn bạn có. Con cá chỗ mày thấy một hai con đó, tao cũng thấy một mấy con đó. Vì nó khôn ghê, nó không chịu đâm lưới. Cá ở đây thành tinh nữa, gặp lưới nữa sợ liền. Dính con chớ cái gì gần qua. Thấy trắng trắng cái bọc con cá đây. Cá kìa đó. Nước trong hoàng nhìn thấy trắng trắng lên liền. Lụm. Cha vô đếm đây. Cha vô đếm. Đó. Vô vô đếm. Mấy tháng trước còn dính này, còn dằn dính này cả đó không đó. Giòn giòn cái điện không à. Đốm bạn ơi. Con đầu tiên dính tốt cho nhiều phao luôn. Mày ha bưởi. Chó bồng. Chó bồng. lên hàng nữa ông Tám ơi. Có động lực rồi. Có cá rồi. Trời ơi ta lưới ổng coi kìa. Vô đốm. Ta lưới ổng không còn gì trên gách tèn ben gì ổng cũng lặn xuống nữa đó sợ ổng thì mắc cái gì ông nổ còn nặng như sao đó là lưới ổng kìa mà lưới hàng cổ của ổng giao mà một quà chúng tôi xa cho kìa trời ơi cá sét có lúc dằn nó thì chả thấy mặt mũi nó đâu hết trơn á cá sét bạn ơi lưới tắt dính cái xác còn nào nó cành không á vậy mà văng lưới cái xác nhiều khi bể đầu kéo nguyên ta lưới cái xác không thấy mặt mũi cái xác là gì vô dắt chỗ này nè dắt tối nó ụt dữ lắm ụt thấy có tiệm với kìa ông Tám ơi mà cái gì nha thấy cục gạch ông mới kéo lên nó lên gô gồ kìa gạch kìa quá gạch ở bên đây thấy tiệm lên thường có cá mà nè tiệm cục nè ở đây nào có tiệm tầm bậy lắm à bá vô cái dây tao bè ở đây có dây tao bè tùm lum chứ gạch nước này trong trong nhìn như vậy dính thấy cá ghê tim tàu lao rồi không thấy sĩ tục cái đó cái gì tao bè ngang nữa kìa ghét lứ bữa nay xuống này dán thức ăn cái gì xuống này bò xuống chơi hả trời ơi trời kiếm cá ăn cá gì á thấy cá đục đây chứ khó nuốt lắm cái cá này dễ nuốt là con bào biết bao nhiêu mà nói
anh lưới ông lúc bữa ông bá đạo dữ vậy, lúc vô lúc ra, lúc vô ra. Nước chỗ này giờ đứng băng rồi, ông bủa cái vườn đi nãy giờ ra vô ra vô tám mình đúng giang hồ chứ. Làm con nó coi cha trọng trọng có vô đéo có cha cái gì gạch trời ơi cái quần quận nước nó cá. Rồi tao lưới công tám này đi kiếm mấy chỗ nào thì mới hiểm ba xa đồ văn được gắt tào le văn rồi mấy lưới mới đâu dám chụp vô mấy ổ ba xa gốc cây dữ lắm chịu không thấu mấy lưới cũ này chụp được nè mời muốn nó xịn chụp cho em không có một ổ ba cho là kia ra tao mà chụp mở mới đã kỳ anh rồi đó à. Lâu dám còn ngặn nó gom lại rồi đó không các ba xa mấy cô chú xem mấy clip đó mình với ông tám thả lưới các bà xã bằng cô mê ha chụp vô dạ mỏ dính lên nùi nùi mà chụp vô mấy dạ mỏ thì nó gắt lưới dữ lắm bạc lưới vừa mười tóc lên á mấy lưới cũ cũ này làm được dương được không mượn không thấy gì chờ ông tám con một có con chạo gì không để con 120 mét đó gần hết rồi kìa thấy có vào vàng chứ ừ ừ ngoài xa thấy cũng có chuyện dính rồi nó ổn rồi long thể bắt an rồi cái chỗ này cái dây tao bè ngang này nó hình phình nữa cái này gian lưới khó lắm nó không sâu mà cái dây tao bè không sâu mà nó cũng không nổi trên lên trên nữa nó lưng lửng lưới này nó gác lên mình văng lưới đây nói mang tiếng là mang tiếng lưới gạch chứ xác đắt chứ thật sự có xác đắt đâu nó treo mấy cái gì đó bè gắt ngang trơn à cá lửng lửng đi ngang lửng lửng mới lụm à. Còn nó đi xích với tầng xác đắt coi như thua trời cái này bá vậy tao bè hai cá mà tim lên giữ thằng ôn vậy ờ tao lưới ổng kìa thấy không gạt không ơi sao nó lưới vô đó dính có vấn đề nữa rồi đó nó cao nó đâm thẳng xuống kìa cái gì tao bè gì rồi có nhiều cái gẹt tao lưới ông táo ông vàng bá đạo trời quẹo qua quẹo vô vậy mà không có cá luôn ghê kẹo tới kẹo lui vậy cho lọt vậy tao bè mày cũng không không có thua rồi ông tám ơi hết lưới rồi xong phim cá, cá lọt hả nhất kìa trời ơi nó khuyến mãi cho con cái xác nữa kìa người lướt tắt dính cái xác không thứ gì chịu nổi thiệt chứ chỗ này dằn ban đêm nếu để ban đêm là mình có cá sủ vô lết vô nó cá lăng địa điểm này địa điểm yêu thích rồi đó cậu tôm càng nè cậu có khả năng để nhiều lắm nè vô xong giờ khúc này dính con cá cha trọng trọng cái cừ lộn gột rồi trời hay cái giọng cái gốc ngoài chứ mà tí cái lưới gạch này mà gặp mấy cái lưới mình đã gạch gạch khó chịu ghê gạch nó lòn vô hoài chương trình chúng ta tới đây là kết thúc kéo ra lưới đựng con cá dầu đếm bạn ơi với hai cái xác đúng rằng lưới tắt này gian bằng ngày bè này khó nuốt lắm không có dầu đếm đâu rồi mày trốn đâu mày mày trốn đâu rồi dầu đếm bự quá trốn mất tiêu không thấy luôn đây nè không quản đây nè
Vừa đốm luôn. Mẹ bưởi, con này về một mình ông Tám nấu nồi chua đủ mình nấu ăn. Nửa lít nữa, nửa lít nữa, nhức mắt luôn, giật bật bật luôn đó. Dạ, ông Tám thầu phào vô bạn ơi, cũng tranh thủ về chưa quá rồi. Hôm cũng xin kết thúc clip đây ha, chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Này lưới tắt nào gian ban ngày cũng quải lắm, không phải dẫn trời đâu, khó nuốt lắm. Chị ra ngâm qua đêm á. Thôi chào nhà nha, hẹn cả nhà clip sau nha. Để nào có gì thì mình với ông Tám sẽ đi bào nữa bạn ơi. Trời ơi lưới tắt ông lặn luôn ghê chứ. Không có lặn mày. Không lặn mày.